Tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp hoạt động hỗ trợ phát triển các sản phẩm quốc gia, sản phẩm chủ lực của tỉnh như sâm ngọc linh, quế trà my, ô tô và máy kéo nông nghiệp giai đoạn 2018-2025. Theo đó, chương trình phối hợp giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam sẽ tập trung vào 5 nội dung chính: xây dựng và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ hướng vào hỗ trợ phát triển các sản phẩm quốc gia, sản phẩm chủ lực của tỉnh như sâm ngọc linh, quế trà my, ô tô, máy kéo nông nghiệp; tập trung xây dựng, triển khai ứng dụng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến để sản xuất các sản phẩm nông nghiệp chủ lực có năng suất cao, chất lượng tốt, an toàn, mang lại hiệu quả kinh tế cao; xây dựng chuỗi giá trị từ nuôi trồng đến chế biến, tiêu thụ nhằm nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa nông sản, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến trong việc giải quyết các vấn đề về môi trường nông thôn.